Hello. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh tiếp tục làm một cái video về cái dòng sản phẩm quý vị nhé. Đây là dòng sản phẩm phao chỉ nhựa PF quý vị ạ. Như video trước á, Nguyễn Khánh đã làm về cái phao chỉ BU rồi. Thì hôm nay mình tiếp tục lên cái mẫu về phao chỉ BS quý vị nhé, để cho quý vị biết và quý vị tham khảo. Thì đây là tất cả những cái mẫu quý vị này. Nó rất là nhiều các cái kích thước, một phân này, một phân rưỡi này, hai phân này, hai phân rưỡi này, ba phân này, bốn phân này. Đấy, rất là nhiều. Đủ các loại phào luôn quý vị nhé. Chỉ trang trí 6 phân phào cổ trần, len chân tường. Nói chung là đủ để cho quý vị trang trí đẹp một căn nhà quý vị nhé. Thì trong thời gian vừa qua đó thì rất là nhiều những cái căn nhà làm theo phong cách như là tân cổ điển cũng như là hiện đại thì đã sử dụng các cái sản phẩm phao chỉ này để trang trí cho ngôi nhà của mình. Phao chỉ này mục đích là tạo những cái khung ô trang trí, tạo điểm nhấn. Cái thứ hai là chạy những cái phao chỉ cổ trần. Thứ nhất là trang trí cho cái độ thẩm mỹ nó cao về sang trọng ngôi nhà. Cái thứ hai là khi chúng ta làm trần nhà đó thì thường thường á, thì hay sử dụng cái trần thạch cao. Thì một thời gian sử dụng, tất cả những cái góc trần giữa tường và trần thạch cao nó thường nó bị nứt, thì chúng ta nên sử dụng những cái phao này nó che đậy trước đi, nó che đậy những vết nứt đấy quý vị nhé. Đấy, còn đây phần cuối đây là các cái len chân tường quý vị này. Len chân tường này thì sử dụng khá là nhiều quý vị nhé. Đấy, trước đây thì thường thường dùng len gạch này, len đá, nhưng bây giờ sử dụng cái len bằng nhựa này khá là nhiều. Nó đảm bảo thứ nhất là gì? Thứ nhất là không bị mối mọt, thứ hai là không sợ nước. Cho nên là khi quý vị lót gạch hay là lót đá hay lót thảm, lót sàn gỗ, sàn nhựa thì chúng ta đều sử dụng cái len chân tường này hết quý vị nhé. Về cái len chân tường hay tất cả những này này, nó rất là nhiều màu. Ngoài ra đó, bên mình nó còn một cái màu vân gỗ quý vị nhé, nó có một cái bộ màu vân gỗ nữa mà hôm nay thì mình không có chuẩn bị sẵn nên là không có kèm theo trên video này. Đấy, ngoài ra đó quý vị, nó tất cả những quý vị này, những cái phào chỉ được nhũ vàng sẵn quý vị nhé. Đấy, tất cả những cái nhũ này quý vị này, những cái nhũ vàng này là trong quá trình sản xuất là người ta đã vẽ luôn cái này rồi, cho nên nó là được dập trên mức độ là bằng nhiệt ép, cho nên cái vàng này nó rất là bền, nó đảm bảo cái độ bám dính của nó rất là tốt. Nó không như là cái phào chỉ PU. Phao chỉ BU là khi chúng ta thi công hoàn thiện lên trần nhà, lúc đó chúng ta mới tiến hành vẽ từng cái hoa văn này quý vị nhé, vẽ trên hoa văn này. Còn đối với dòng sản phẩm này là đã vẽ sẵn rồi, chúng ta chỉ cần thi công cố định lên trần, lên tường là hoàn thiện thôi, là sử dụng thôi quý vị nhé. Đây, tất cả những cái màu vàng như này là nó hoàn thiện sẵn hết rồi quý vị nhé. Đấy, hoàn thiện sẵn hết rồi. Đấy, nên là rất là vấn đề cái độ bám giữ của cái lớp vàng này rất là chắc. Thứ hai nữa là cái màu của nó rất là bền quý vị nhé. Đấy, cái này người ta gọi là sơn nhũ vàng bằng máy luôn quý vị nhé. Đấy, nó không như là cái loại kia. Thì đây là một số cái mẫu phào chỉ để cho quý vị tham khảo. Quý vị nào cần sử dụng những cái sản phẩm phào chỉ này, vui lòng hãy liên hệ kết bạn với lại Nguyễn Khánh quý vị nha. Đấy, nó có màu trắng này, màu nhũ vàng này và các cái màu vân gỗ này quý vị, cái màu vân gỗ như này quý vị nhé. Đấy, đầy đủ một bộ như thế này, nhưng mà có các cái vân gỗ thì rất đa dạng như là vân gỗ sồi này, vân gỗ căm xe, vân gỗ gõ đỏ, vân gỗ chiêu lưu. Đấy, rất là nhiều các cái vân gỗ nó phù hợp cho trang trí nội thất quý vị nhé. Ngoài ra nó có thể là phối với lại các cái tấm ốp nano mà Nguyễn Khánh hay làm video đó. Chúng ta có thể sử dụng những cái phào chỉ này để trang trí cho những cái tấm nhựa nano, hoặc chúng ta tạo những cái khung ô tạo điểm nhấn quý vị nha. Đó. Nói chung là sản phẩm này thì rất đơn giản quý vị nha, rất đơn giản, rất đẹp. Và đặc biệt trên dưới video này mình sẽ bỏ một số những cái hình ảnh mô phỏng về cái sử dụng cái phào chỉ này như thế nào để cho quý vị tham khảo quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Quý vị nhớ hãy cho Nguyễn Khánh xin một nút like và chia sẻ video, cũng như hãy theo dõi kênh để mình thường xuyên cập nhật những mẫu sản phẩm và mình làm những cái video mới nhất quý vị nhé. Đó là những cái gì? Những cái
động lực để cho Nguyễn Khánh làm nhiều video hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.